test máy băm cây Takeo TK65. Máy sử dụng động cơ 7 ngựa. Động cơ xăng 4 thể băm được các cành cây đường kính từ 1 đến 7 cm. Băm thành hàng luôn nha các bạn. Năng suất 300 đến 500 kg một giờ. Đây là nguyên liệu các cành cây nha các bạn. Máy băm rất là phù hợp. Sau khi băm xong sẽ thành ra dạng miếng nhỏ có thể làm phân ủ tại vườn luôn nha các bạn. Máy băm rất nhanh, rất ngọt gọn gàng.